SARS-CoV-2 sản sinh 21 đột biến mới trong cơ thể một bệnh nhân HIV. Nghiên cứu mới cho thấy một phụ nữ từ Nam Phi bị HIV nhưng không được chữa trị đầy đủ và SARS-CoV-2 tồn tại trong cơ thể người này 9 tháng, tạo ra ít nhất 21 đột biến. Nghiên cứu do một nhóm chuyên gia tại Đại học KwaZulu-Natal phát hiện, công trình này đã được phản biện và sẽ công bố trên tạp chí Ebio Medicine ngày 2 tháng 3. Sau khi được điều trị bằng thuốc kháng virus cho bệnh nhân HIV, hệ miễn dịch của nữ bệnh nhân 22 tuổi tăng lên đáng kể. Nhóm chuyên gia đánh giá tải lượng virus của người này sẽ được đào thải sạch sau 6 đến 9 tuần. Người phụ nữ này chưa được tiêm vaccine COVID-19 bị nhiễm HIV khi sinh. Tháng 1 năm 2021, cô có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện ở Cape Town, Nam Phi vào tháng 9 năm 2021. Tại đây, nữ bệnh nhân vẫn có kết quả mắc COVID-19. Các nhà nghiên cứu xác định ban đầu cô bị nhiễm biến chủng Beta. Qua phân tích mẫu gạt dịch tỳ hầu, họ xác nhận đây là trường hợp mắc COVID-19 dai dẳng ít nhất 9 tháng, không phải tái nhiễm. Trong thời gian này, virus đã sản sinh ra ít nhất 10 đột biến trong glycoprotein và 11 đột biến ở bên ngoài spike strain. Các đột biến mới và số lượng nhiều hơn chủng Beta gốc. Nhóm tác giả viết trong bài báo, một số đột biến bổ sung tương tự loại đã thấy ở các biến chủng như Omicron, Lambda và từng được cảnh báo cho phép SARS-CoV-2 trốn khỏi các kháng thể trung hòa từ vaccine hoặc lần mắc COVID-19 trước đó. Các tác giả cho biết thêm không có bằng chứng cho thấy các biến chủng tiến hóa từ trường hợp này lây sang người khác. Nói cách khác là họ vẫn chưa phát hiện biến chủng mới sản sinh từ cơ thể bệnh nhân trên và lây lan ra ngoài cộng đồng. Bài báo viết trường hợp này giống các ca bệnh trước đây cho thấy con đường tiềm năng cho sự xuất hiện của những biến chủng mới, song nó không chứng minh bất kỳ biến chủng SARS-CoV-2 mới nào cũng do bệnh nhân mắc COVID-19 tạo ra. Nghiên cứu này đã bổ sung thêm bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có thể biến đổi nhanh chóng khi được nuôi dưỡng trong cơ thể những người bị ức chế miễn dịch, chẳng hạn bệnh nhân HIV không dùng thuốc điều trị. Điều này có thể dẫn tới sự xuất hiện của các biến chủng mới. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh tất cả vẫn chỉ là giả thuyết. Điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc kháng virus vẫn là chìa khóa để kiểm soát các bệnh nhân như vậy. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.